đúng không ạ? Làm sao khi ông khi mà nói được? Tại sao có những người người ta rất khỏe nhưng não người ta chết? Người ta khỏe 5 tuổi, 18, 25 tuổi nhưng người ta sống được một vật đến 70 tuổi thì trôi. Não người ta chết. Và trong y học người ta không phải phân biệt người sống hay người chết mà người ta phân biệt não sống hay não chết. Vậy thì quý thầy cô gắng chỉ để ý. Có rất nhiều các bạn trẻ hiện nay đang bị xã hội, đang bị trên mạng xã hội, đang bị người thân người nhà nói học làm gì cuối cùng mày cũng bị kiếm tiền mà thôi. Và coi tiền nó là mục đích sống chứ không phải là hạnh phúc là mục đích sống. Và kiếm tiền thì rất nhiều bạn sẵn sàng làm sao lừa gạt nhau để kiếm tiền, có không? Dẫm đạp lên nhau để kiếm tiền, có không? Có không ạ? Trộm cắp để kiếm được tiền, buôn lậu để kiếm được tiền, tại vì mục đích cuối cùng là tiền. Các thầy cô các anh chị có thấy nhiều người ngoài kia như vậy không ạ? Các chị có mong muốn con cháu mình hay những người thân xung quanh mình lại có những người con khỏe không? Không thì có mặt hôm nay ở đây rồi chúng ta lại một chẳng vào tay một người đàn ông. Và khi tôi được đi thầy cô ca chỉ có rất nhiều các bạn tôi chỉ đưa được pha cà phê đây, bây giờ chỉ pha cà phê cái ngồi xuống đây mọi người đàn ông nhéo nhát cái muỗng cà phê này. Và lần sau có đề nghị thì chắc là không phải đề nghị bên vận hành là chỉ có đem nước lọc đến thôi, không có trà, không có cà phê không? Ảnh hưởng đến cái thứ khác. Đúng không ạ? Nó là thay nhập công việc tốt hơn. Được. À, rồi. À, cảm ơn. Đấy, mọi người đang bị ảnh hưởng cái thứ khác. Tôi cũng ảnh hưởng. Ảnh hưởng và tập trung. À, bây giờ tôi đang chỉ để ý một xem. Nên rất nhiều trường hợp bây giờ là đang tương kiểu chuyện có phải chết người không? Và bán sức lao động. Bán sức lao động thì được nhìn thật ra. Và nó làm cho bà dây chuyền, nó làm giống một cái con gà của mình. Đến giờ là ngủ khóc, ngủ khóc xong về nhà ngủ. Ngủ đến giờ là đi ngủ khóc, ngủ khóc xong về nhà ngủ. Và làm ca xong đến làm ít có mà cái tư duy nó đau đầu trong cái ngủ khóc đấy. Có thấy không biết thầy cô? Và sau lại bảo sao? Khi không có kiến thức, không có trình độ thì bảo mày phải chấp nhận số phận đi, có không ạ? Cái đấy nó không phải lỗi của các bạn. Mà thậm chí là nhiều khi không phải lỗi của gia đình. Rồi, các thầy cô để ý mà xem có 3 thầy cô chỉ được ra. Đây. Nhiều khi đấy, các thầy cô để những phân tích trong trường đại học này. Đây là trường lý học trường kinh tế với chẳng hạn. Con của nhà doanh nhân, của một người doanh nhân, chủ doanh nghiệp. Con của một bác nông dân. Con của một chị công nhân. Đều khi vào trường kinh tế đều đỗ đại học. Nhưng cùng một ngôi trường học, những ba gia đình này sẽ là định hướng cho con đi cái con đường này nào. Rồi, gia đình là chủ doanh nghiệp định hướng là sao? Con đi học thật tốt để có kiến thức để sau này để quản lý doanh nghiệp cho mình. Rồi, con nhà thứ hai, con nhà ba nông dân. Bố mẹ đã vất vả. Con thấy ông người nông dân cực kỳ vất vả, bán mặt cho đất, bán đất cho rồi. Được giá thì mất mùa, được mùa thì mất giá. Nên cố gắng mà học để sau này làm sao xin được một công việc gì đó, không phải làm nông dân nữa con nhé. Có ạ. Rồi con của một người công nhân, đây công nhân chuyên là làm hai ngạn. Một là công nhân viên chức và một là công nhân lao động. À, đã gọi là hai từ công nhân thì đừng hy vọng giàu. Quan chức thì mới nhận. Tại sao?
Lương cả. Rồi, không bàn thôi. Rồi, em chia sẻ. Con nhà công nhân thì bà sao? Học đi lên cái bàn để xin vào khu công nghiệp. Tại vì giờ ít nhất phải có bằng khá là giỏi thì xin được. Rồi, bố mẹ làm công chức nhỏ thì cố gắng làm sao con được học bằng thì làm sao? Chỉ nên to to chỉ. Và mục đích cuối cùng từ cái bộ phận này, hai cái bộ phận này là sao? Chỉ hy vọng là sao? Đi xin. Còn cái gia đình này họ làm gì ạ? Họ định hướng làm thế. Họ thấy điều này khác nhau không ạ? Nó khác nhau hoàn toàn luôn. Tạo ra việc làm cho người ta. Còn đây là sao ạ? Cùng một môi trường ấy quyết định cho các anh chị nó khác nhau, và nên là mục đích chúng ta mục đích cuối cùng đừng bao giờ học để làm học để kiếm tiền không không đừng có kiến thức để tạo công an việc làm cho người khác, đấy mới là học. Đừng bao giờ nghĩ học chỉ để kiếm ăn. Tại vì bằng các anh chị đi mua được một con. Tôi lấy một ví dụ nhé. Ví dụ như thầy giáo ngồi đây đang học xong cử nhân. Đi làm được 2 năm, muốn học lên cao học, lên thạc sĩ. Nhưng vừa đi làm vừa đi học thì mất thật nhiều thời gian quá. Thì bắt đầu làm sao? Hôm nào hôm mình đi làm được 500 nghìn. Mình đi học mà mất 500 nghìn mà mất thời gian. Thuê một bữa 200 nghìn để học con thì lên bằng thì mình lấy, nhưng mà kiến thức của thằng kia có thấy điều này không ạ? Quý thầy cô có thấy được lý điều này không? Có không ạ? Bao nhiêu anh chị đây học đã từng thuê bạn mình hoặc nhờ bạn mình đi học, họ giúp mình đỡ tay nói học với lòng mình thì em đi học về bây giờ không đã đỡ tay đâu mà. Tại sao và tiếp theo đó là gì? Đáng lo, một số bạn trẻ đáng lo trường nào thì đảm bảo có thu nhập. Một số các bạn trẻ thưa ba cha thì các bạn thường hay nói là tập đoàn con đi học thành công ấy thì có học ngân hàng có học sư phạm có giờ đi học tài chính kế toán. Nhưng khi xin thương cứ thầy cô học cái ngành gì cũng được. Có một câu nói rất hay, bạn thích cái nghề đấy là một chuyện, cái nghề đấy có nuôi sống được bạn không mới là câu chuyện khác. Sau này bạn ra trường, bạn không phải chỉ kiếm cơm cho bạn mà bạn còn kiếm cơm cho bố mẹ bạn, cho vợ, cho chồng, cho con cái bạn. Có không ạ? Bạn còn làm sao ạ? Không những kiếm cơm cho những người đấy đấy đâu, mà bạn còn kiếm niềm tự hào và sự tôn trọng của xã hội cho bạn. Có không ạ? Rồi, có rất là nhiều người nói với tôi là người đam mê. Có không ạ? Đam mê. Bạn hãy thử đam mê. Nó chứa rất nhiều các tư duy mà của bạn các bạn chị. Đúng. Đây. Cái bạn đam mê nó đi theo bốn cái vòng tròn này. Đó. Đi theo bốn cái vòng tròn. Cái đam mê. Cái bình tĩnh. Cái xã hội cần. À, cái mình đam mê với công việc đó, cái mình thích làm công việc đó, cái xã hội làm sao đây là công việc đó. Ví dụ bạn rất đam mê làm từ thiện, cái việc này là xã hội bạn thích không thích, tại vì bạn đi làm từ thiện là bạn vui, thế tại cái xã hội cần vui, vui bạn đi cho thì ăn mà chẳng cần. Nhưng vấn đề cái này thì không kiếm tiền và không kiếm được tiền
và mãi không thể ăn cơm nhà bác cùng bà hàng xóm được. Các thầy cô các anh chị đều bị em như vậy không ạ? Nên đấy là nguyên lý vì sao cái ngành sư phạm năm vừa qua có hơn 16.000 lá đơn xin ra khỏi ngành. Rồi một số các thầy cô các anh chị để nhìn xem cái ngành công nghệ thông tin cách đây khoảng 5-7 năm về trước, 3-4 năm về trước, để học làm lập trình viên là viên lập web, viết một cái code web thì mất bao nhiêu ạ? Nửa tháng đến 1 tháng mới xong cái code web. Còn bây giờ trong vòng 5 phút là con trí tuệ AI nó đã viết xong cái code web. Ngày xưa các thầy cô các chị mỗi một nhân viên trực tổng đài là phải có một cái điện thoại đúng không? Mà một nhân viên này mất một ngày bao nhiêu cuộc ạ? À, giỏi thì được khoảng 200-300 cuộc. Đấy là giỏi. Con chị chỉ được khoảng 100 cuộc, 170 cuộc, 300-400 cuộc. Nó có kênh AI ấy. Nhưng bây giờ một con AI đúng không ạ? Có thể một ngày được 10.000 cuộc. Đấy. Và ngày trước thì may mặc thế này này, phải có một công nhân và một cái máy bay. Còn bây giờ anh đứng đây nó chụp đúng cái bộ vest này, nó đưa vào máy trong vòng 1 ngày xong ra 10.000 chiếc. Nó không cần máy, nó không cần người máy. Đấy. Đấy là cái một số các thầy cô các chị cần định hướng cho con mình lựa chọn và quan trọng hơn nữa. Bên đây cô đồng ý với em như vậy. Nếu lựa chọn không đúng, nó mất vừa mất tiền của gia đình, mất thời gian các em học tập, mất chất sáng tại vì học xong không được việc. Nên các thầy cô các bạn hôm nay phải đi lo tiền học phí cho con ấy. Học phí là gì ạ? Học xong không xài được đến nơi là nó phí, nó gọi là học phí. Nên tại sao có rất nhiều bạn học xong đại học ra trường không xài được đến nơi, không kiếm được tiền thì nó chẳng 4 năm đi. Có không ạ? Học xong năm chạy trở đáp đấy, đáng lo học hành của trường nào để đảm bảo thu nhập tốt cho quốc gia. Mà có một cái điều về Việt Nam của thằng xưa của cái chỗ này à, cho con gà, cho con cần câu, chuẩn bị cho con mồi câu, cướp câu, dạy cho con cách câu, nhưng không biết ao làm bò cá để bảo con câu. Có không ạ? Cho nó tiền ăn học, học cái băng đó là cái cần câu rồi. Cho nó con cá để ăn, tức là mày là bố mẹ làm trâu làm bò làm ngựa để nuôi nó ăn học để nó bắt để cho nó để cho nó học. Rồi sau đó là sao ạ? Nhưng cái thân câu đấy lại nó một là đi xin việc nó rất thấp, lương được 5-6 triệu, 7 triệu. Mà nếu như muốn lương được 5-70 triệu thì sẽ biến con của mình thành một người khó hơn được với một người. Không tiện nói trong ngành chính trị nữa. Chúng ta nhìn thấy được. Rồi, lo lắng khi các bạn trẻ lo lắng xong, khi học xong lo lắng, đại học sẽ làm công việc gì? Có không ạ? Vì theo thống kê thì cái thành công nhất của thầy Hoàng nói là, chúng ta không nói là theo thống kê thì trường 1 năm có khoảng hơn 400 nghìn cử nhân ra trường. Trong đó có hơn 235 nghìn người thất nghiệp. Số còn lại là xin được việc, nhưng xin được việc lại có trong số còn lại đấy 37% xin được việc thì lại là làm trái ngành và không chuyên môn, thậm chí là lương rất thấp. Rồi bây giờ anh cũng muốn anh con anh có nhiều bao nhiêu anh ấy? Có đúng rồi, có. Bây giờ chỉ mong muốn con mình sẽ đủ về già con thì sẽ có gì? Bây giờ nào rồi? Đây là con. Có ạ,
Rồi, thế là xin thưa với phía thầy cô các anh chị này, nếu bây giờ có cái cơ hội ở Việt, ví dụ em nói là ở Việt Nam cái ao học trong có cần câu, có cần câu, có nguồn câu, nhưng mà không kiếm ao để bắt cá được đâu, thì con với thầy cô chết nói là chuẩn bị, đúng không ạ? Mình không thể đem lưới câu cá mập mà đi câu cá đậm đậm, mà không thể đem lưới câu cá đậm đậm đi ra câu cá mập được. Đây là cái bằng cấp của chúng ta nên lối sang Campuchia kia nó còn không thành nhận, nó đâu có giá trị nhiều đâu, nó chỉ có lao chứ trong ăn là mà muốn con mình thay đổi cuộc đời thì phải ra là mình thôi chứ. Rồi một số các em thì vẫn vừa học tập và sinh sống ở nước ngoài thì sao, nhưng mà sau gia đình là sao, tiền không lo được, đặc biệt là người chưa đến đây chỉ nghĩ là đi, nếu có đi được nước ngoài ra sang Campuchia, Đài Loan, Trung Quốc, thậm chí là Hàn Quốc, Nhật Bản là không có ông ạ. Mà đi sang đấy chủ yếu làm gì? Đi học hay là đi làm? Đi làm là nhiều đúng không ạ? Nhưng đi làm được mấy năm không? 3 đến 5 năm rồi về không biết làm gì, sau này tìm cách là không biết làm to. Không xin được đi ra, không xin được là đi con đường chính ngạch thì cũng không thích cả. Đi được tiệm này, có rồi. Đi chung. Và khi em sang Singapore phải một cái không ai nói cuộc bẩm vụ của Việt Nam cả chẳng có cuộc bẩm vụ đây nghe cảm xúc bộ chức có không có khó thì cảm nghi ngờ của ta có thế người Việt Nam một cái rất là khó có một cái mà làm được ta đi đi vẫn cảm thảo không cái gì khó quá thì kêu không cảm thấy cái gì tốt quá thì kêu nghi ngờ. Đương nhiên có người cho mình tiền, ơ tức tay mắt cho em tiền. Câu hỏi luôn là em cho mình bao giờ, cứ người ta cứ cho em xin. Không cho gì đâu. Em xin, cái chuyện chúng ta cho là cứ xin đi đã, nhận đi đã. Nếu năm lần cái này rồi chúng ta cũng làm được lý do gì. Có không ạ? Nhận đi đã. Nên nhiều khi có cơ hội tốt để cho con cái mình thay đổi cuộc đời. Cũng hành vi lắm. Vì đã nghĩ mất tạm hạ. Rồi, đây ạ. Do anh ra thì không có nhiều kiện thì em cũng nói. Từ xưa đến nay người Việt Nam một số cũng đổi đi châu Á thôi. Châu Âu rất ít. Nhưng mà chúng ta phải để ý một điều như em vẫn hay nói á. Những người giàu nhất Việt Nam hiện tại họ đều học tập sinh sống và làm việc ở châu Âu ấy, chứ không phải ở châu Á này. Từ chỗ anh Trần Bá Dung, tập đoàn Tham Lương Thượng Hải này, từ anh Phan Đức Phượng chỉ là được chép hay gặp chủ tịch tập đoàn Tết Công Anh giờ là ai để quên mất rồi. Và vâng, kể cả là bây giờ tập đoàn đi có được bầu nhiệm là tập đoàn gì đấy? VNP ạ. Sẽ là bạn Quang Vinh, bạn cũng học ở Nhân Thánh Quốc Bình. Và tất cả những người giàu có ở tại Việt Nam, họ đều sinh sống và làm việc ở trong ngoài ngoài trò. Đã thấy không có đồng chí là đây của em. Nhưng rất là nhiều người chưa có cái quan niệm và đi ra ngoài châu Âu mà chưa hỏi ra ngoài châu Á thì sẽ không vì gia đình nhà tôi muốn quan niệm của tôi có thị trường Nhật rồi có thị trường Hàn rồi nên tôi muốn theo nhà tôi sang cái đài khó để cho là sao họ quen nói quen. Nhưng có một câu hỏi đặt ra, thế thì những cái người mà đi trước các người thân người nhà đấy 5-7 năm trước đã thành công rồi, bây giờ họ cũng đã thành công rồi, nhưng mà thị trường năm đấy là 5-7 năm trước, và thị trường bây giờ nó có được như 5-7 năm trước khi có một trận bão rồi, và chúng ta không có thị trường mà chúng ta đang cần là chúng ta có thấy không ạ? Rồi một cái điều này chúng ta phải để ý cái mốc lịch sử một chiếu nào em mình nói. Việt Nam giải phóng dân tộc là nhờ ai? Công lao lớn nhất bây giờ
bác khổ bị đuổi tội, bác khổ đi được cứu được ở trong bà hay cho bác em hỏi hắn. Tại sao bác không đi theo bác Trinh cho cháu? Bác em ngồi trong bác đi được cứu Thì lát một cái chia sẻ một điều này kia rồi. Nên chúng ta phải cần mở ra một cái tư tưởng đó là từng bà trọng lý là chuyện châu Á. Trung Quốc nó vươn mình trao điểm lớn là tất cả ở đâu nó có người Trung Quốc có không? Người Việt Nam mình có ở đâu? Đưa con cà phê sang tới Trung Quốc sau đó đó. Trung Quốc lại xuất đi sang Mỹ. Nó cho vài ra mà nó chất về Việt Nam nó bán cho đúng cà phê Việt Nam mà gấp gần 20 lần. Lạ nhỉ. Nào, tình yêu dân tộc đâu? Nó tại tâm của phụ huynh. Nó tại tâm của phụ huynh thì sao? Định hướng nghề cho con. Nếu bố mẹ không biết thì làm sao định hướng? Có không ạ? Nên là người ta có một câu nói là cha mẹ hiểu biết thì con cái may mắn. Nên là nếu như chúng ta làm về cái chương trình du học này này, nó không chỉ thay đổi một cuộc đời đâu. Bây giờ con cháu quý thầy cô sang bên châu Âu, nó việc đầu tiên em chưa biết được cái bao tiền, nhưng thứ nhất là nó được 26 nước liên minh châu Âu, nó không cần phải xin visa rồi. Còn chúng ta bây giờ từ sang Trung Quốc thì xin visa nhỉ? Đó. 26 nước họ miễn visa riêng và có quốc hộ khẩu của em thì là nó miễn visa là 190 nước gần ở hơn là 190 miễn visa. Rồi cái này so sánh nó hơi khủng khiếp. Nên em chia sẻ là con của chúng ta nó đứng ở một cái đỉnh cao hơn và sau này nó lấy chồng lấy vợ lấy thì con cháu của nó sao? Đời cháu của mình nó sẽ khác. Ta thầy cô đồng ý lâu rồi. Và một cái điều nữa, có những gia đình đời ông không xây được cái nhà, xong đến đời bố xây được cái nhà cấp bố, con nó đi được vài năm nó xây cho cả cái địa chỉ đó. Thế là đời bố mát mày mát mặt chứ. Sau nó được học cái bằng của nó lại bằng thế, sau này đời nó được học nó mũ hơn thì đời con của nó cũng được thay đổi, có không ạ? Nên là khi làm cái nghề này với thầy cô, nếu như ai làm cái nghề này mà chỉ nghĩ là tôi được bao nhiêu tiền thì rất khó để làm cái nghề này. Nhưng làm cái nghề này là nghĩ cho tương lai 15 năm sau, 20 năm sau. Sẽ có rất nhiều doanh nhân Việt Kiều ở nước ngoài giống như chú Phạm Nhật Vượng, giống như Thảo Việt Chất, giống như Trần Bá Dương trở về Việt Nam để xây dựng đất nước con người Việt Nam. Và thậm chí lúc bấy giờ 15, 20 năm nữa mình sẽ có sử dụng được nguồn lao động nước ngoài, giống như Vingroup bây giờ đang sử dụng rất nhiều nguồn lao động của nước ngoài, chất xám của các nước kinh tế lớn, có không ạ? Nhớ đâu trong đó lại có con, có cháu, có mối quan hệ, có học trò của thầy cô của đây thì sao? Đúng không ạ? Rồi. Một điều nữa. Có nào sao? Thất kinh là cặp. Nhưng em chỉ nghĩ khoảng 20-30 năm nữa thôi, mình là thiếu đấy. Tại vì sau 7 năm là một lúc về quê để lấy vợ, lấy chồng thì à, 6-7 năm, 7 người có, có người thì chút người có. Nhưng bây giờ thì em bây giờ chỉ còn 2 người. 20-30 năm sau, chúng ta thiếu lao động. Và nếu chúng ta thiếu lao động và chúng ta chỉ có học sáng cách, học tốt thì làm sao để sau được
ngay bây giờ việc cũng không phải chỉ muốn xuất khẩu bao nhiêu bạn xuất khẩu hàng hóa và việc của chúng ta bây giờ phải đi cái việc xuất khẩu người chúng ta sang các nước khác để học cái cách quản lý của nó, học cái sự phát triển điều hành của nó, học cái sự quan minh liên tính của nó để sau này mình sử dụng được. Còn con người đi trước thì câu chuyện của các cháu của một người Việt Nam như thế này nó là cái là mình chẳng có tay á. Du học bây giờ không tốn, du học là sang đến bây giờ chỉ còn một nửa, có gì ạ? Du học phải học bây giờ. Rồi, cái này phải em nói là cái này, thấy các thầy cô để vấn đề về sự đào tạo hiện nay là gì? Khi cánh cửa tốt nghiệp đóng lại, thì cánh cửa thất nghiệp vừa được ta hoa, đúng không? Có đúng không? Đúng không? Rất nhiều gia đình hôm trước đến đây cho con đến đây xong bắt đầu là quyết định đóng học cho con, xong con nó về nó nghe người yêu anh mà đi em sẽ bỏ anh, thế cuối cùng cũng bảo là sao tôi tôn trọng quyết định con tôi có. Rồi, một số bạn bè chơi với nhau. Bây giờ nhà mày đi, chúng ta không còn chơi được gì nào. Chơi với em, cái sáng đến không chơi với em, đâu có một tình đáng nhận. Thế bắt đầu lát, một lòng, thì nghe có rồi. Trong cuộc đời, có hai đứa thầy cô đều chỉ với em là chúng ta ra phải cũng như thân của chúng ta, chứ không có chúng ta. Đặc biệt, nhanh nhiệm, có ạ. Đây. Rồi, thế này. Và khi chúng ta, đây là bốn cái em có nói cái điều này rất là nhiều lần, người kinh doanh giỏi cần hiểu bốn cái yếu tố. Một, trước khi quý vị làm cán bộ tuyển sinh một tập đoàn thì việc đầu tiên trong cái ngành về giáo dục này với thầy cô và cả bất kỳ một ngành nghề nào trong cả ngành thầy cô đang làm kinh doanh thì có bốn cái yếu tố để trở thành một người kinh doanh giỏi. Chúng ta kinh doanh trên mạng bằng giáo dục. Rồi, kinh doanh trên bằng giáo dục. Đó. Nhưng có thể là làm nhà sản phẩm dụng trình của kinh doanh của kinh doanh. Mình dụng trình của kinh doanh của kinh doanh. Đó. Nhưng đâu đó có nhiều dụng trình của kinh doanh. Vì sao? Dịch vụ đẹp, dịch vụ đẹp, chất lượng đảm bảo đẹp, có nhưng đâu đó có nhiều trường các thầy cô muốn cho con mình vào được ấy thì phải xin lớp phải đến 6 tháng trước và một năm trước mới được vô có bạn. Tại sao mà sao phí dịch vụ trường lớn cực kỳ cao chứ không ra đó không ạ? Tại sao và đương nhiên trường thường quý thầy cô các chỉ làm nghề nào này thôi, đặc biệt trong cái lĩnh giáo dục này, trong ngành tư vấn này, nếu quý thầy cô hiểu kỹ thì quý thầy cô sẽ giúp được người ta, còn không hiểu kỹ chúng ta tư vấn kiểu là được thì được, không được thì thôi thì chúng ta lại mất đi cơ hội của người khác, có không ạ? Đó, ví dụ như thế này, sản phẩm Đức, sản phẩm Úc, sản phẩm Canada, sản phẩm Mỹ, chúng ta hiểu biết chưa, hiểu chưa, Đức nó có những điểm gì, Úc có những điểm gì, Canada nó có những điểm gì, đấy, đầu tư cho con bao nhiêu, sau đấy các con học, các con đi làm được bao nhiêu, ra trường như thế nào, đó, muốn không được, thì mình sẽ không tư vấn được. Mà mình không tư vấn được thì bất kỳ cơ hội của con cháu anh em mình có là trên buổi ngày hôm nay cái thầy cô ạ mất chút thời gian ngồi để tìm hiểu của mình nói với cái thầy cô ấy tôi chắc đầu tiên trong nghề này tôi chắc được một nhà cô hay một nhà công ký rồi việc đầu tiên cái thầy cô để bao nhiêu cái thầy cô tin là mình có phải là một trong này có phải đúng không? Ai được cùng với phật giờ này nhưng mà niềm tin rồi tin có Chúa hôm ngày mai là ngày Chúa sống lại này. Em đã tin Chúa này
các biết là Thiên Chúa. Và cái và khi em thấy người mà cái câu nói của Chúa trước khi chết Chúa yêu lại hãy tha thứ cho kẻ muốn thì cái hôm nay xin thưa quý thầy cô đại chúng, các nhà sư hay các linh mục, các nhà sư chỉ đều muốn con nhau để tự làm sao ăn ngay ở lành để làm sao tin vào Phật hướng thiện, tin vào kiếp luân hồi và được nhân quả đó. Rồi cái lạy Thiên Chúa thì các linh mục cũng mong muốn rằng con chiên ăn ngay ở lành và làm những việc thiện. Đạo nào cũng không, chúng ta không không có gì đó. Nhưng cuối cùng mục đích cuối cùng của gì ạ? Của họ là đầu tiên không phải nghĩ cho mình mà nghĩ cho ai ạ? Nghĩ cho người khác. Nên việc đầu tiên thầy có phải hiểu. Mọi người có những người đến đây tìm hiểu tôi được cái gì? Em không bao giờ làm được đến người này. Người ta chọn thế đến thế thì cái lợi ích của họ sẽ được gì? Còn nguyên nhân chính xác là chúng ta chung của đồng bà, đúng không ạ? Cái này không phải ai cho trên ai, mà chính xác chung của đồng bà là em giúp được người khác thì tự nhiên tài chính nó đến rồi. Nhưng có những nhiều người đến với đồng bà là tôi được gì thì tôi mới làm có rồi, mà không nghĩ là bây giờ làm cái này thì tôi giúp được bao nhiêu người. Thế là tất cả những người làm việc với em đều rất thích những người là bây giờ làm cái này sản phẩm lúc này không cho anh luận án học sinh được gì, phụ huynh được gì, cán bộ tiến sĩ được gì, cuối cùng mới được. Thì Đức Phật Phật dạy cách đây hơn 2600 năm là gì? Làm gì có ba cái lợi: lợi người, lợi mình và lợi chúng sinh. Làm gì cũng phải có ba cái lợi này: lợi cho người khác, lợi cho mình, chứ mình không thể ở trong nhà đó tụ vàng mọi người nói luôn đúng không? Những lợi cho mình, lợi cho người khác rồi, nhưng mà hại cho thế hệ tương lai thì mình không làm. Nhưng tốt cho thế hệ tương lai biết không phải làm. Vì đó là con cái nó không phải là tài sản của mình. Rất nhiều cha mẹ coi con cái là tài sản của cha mẹ. Và tài sản thì mà xử lý cũng có mà. Chứ quay ra chỉ về, chỉ có một con cái là vậy như ông già coi như bảo gì con cái nó là tài sản vô giá của cha mẹ. Tôi bảo nói yêu, nói yêu tài sản thì phải sở hữu nó, không sở hữu được nó thì sao? Ức chế, tức giận có không ạ? Sân hận, sân si có không? Rồi con gái phải tài sản không? Không có đâu, vì đơn giản thế này thôi. Đây là cái túi cho mọi người. Cái túi này có hai viên kim cương, mỗi viên kim cương trị giá 5 tỷ. Tổng của túi này bây giờ trị giá là mấy thì 2 cọc tiền, 1 cọc 500, mỗi cọc 500 triệu là 1 tỷ, là tổng là 11 tỷ. Vậy chị chết chị. Chị Dung, chị cho mong cứ đi ra ngoài mà chị cứ cầm cái gì người ta. Bạn tập xem để nhà nó chuyện với các bác có
đi ra trước khi tôi đi rồi. Mặt tôi quay cũng bị bắt mắt. Và có những trường hợp là phải đi ngoài điểm đâu cả là coi là như thế này. Đó. Vậy con tôi lại phải đi ra. Vậy thì có bao giờ dám để một cái túi một chục tỷ đồng ra trong này mà đi nói chuyện với bạn bay bằng đi mà không để ý nó đâu? Không, nhưng sẵn sàng để một đứa con như vậy có không? Một đứa cháu như vậy có không? Đấy, kêu là con cái là tài sản vô giá để chú biết một chút. Có là có. Có bao giờ bảo là tài sản mà người đứng thì không có được nói được rồi. Những con của chúng ta phải
Thank you.
kiên trì một vận động viên hàng ngày họ tập điện gì, họ tập luyện điền kinh, họ chạy điền kinh là họ chỉ tập trung vào môn điền kinh chứ họ không phải tập trung vào môn bơi lội hay là họ tập trung vào các môn thể thao khác. Vậy thì hôm nay các thầy cô và cô, nếu xác định là vấn đề tư vấn du học thì quý thầy cô nên dành một ngày bao nhiêu thời gian nghiên cứu về nó, biết website của công ty chưa, vào website dành cho ví dụ một ngày có 8 giờ đồng hồ thì mình sẽ dành ra khoảng 2 giờ thôi để tìm hiểu về nó, còn 6 giờ thì mình vẫn có thể làm được ngay cả công ty không, cả công ty của công ty này, đọc tài liệu từ công ty này cũng giống như mình đi yêu ấy, mà mình không tìm hiểu về người ta, mình không biết cái hay cái tốt của người khác ta thì mình có dám yêu không? Không. Và khi mình không dám yêu thì mình không sẽ không nói bảo vệ người ta được. Đúng như thế các anh chị. Nên là khi mà chúng ta xác định tìm hiểu về công ty về tổng đoàn thì cũng mong quý thầy cô hãy dành thời gian cho nó. Còn đương nhiên em biết quý thầy cô rất bận, tại vì mỗi người có công việc riêng, nhưng tập trung 100% là gì? Tập trung 100% không phải nên yêu cầu hay là tập đoàn yêu cầu quý thầy cô tập trung 100% làm công việc này. Nếu mà quý thầy cô tập trung 100% vào công việc này thì lúc đầu cơ mà quý thầy cô cũng tập trung vào công việc này thì làm sao mà được cơm luôn. Thế là nếu như nấu ăn thì tập trung 100% nấu ăn thì ta sẽ con. Nếu như chơi với con thì tập trung 100% thôi con thì đứa con đúng không? Trong một đứa con thì chúng ta có tập trung 100% con nghĩa là cái gì có kiến thức. Nên là các điều tra thì cũng không nghe được đúng không? Đúng không? Vì vậy, con và xem TV, bố thì cần đi học viện, con đi học, con thì cần khóa lát, khóa lát. Hôm nay thì hiểu cho con thứ nhận, ngày xưa yêu nhau là sao ạ? Yêu nhau thì ăn, gấp cho nhau đi ra đi ạ. Đó là em ăn đi, em ăn đi. Nhưng khi lấy ra thì chúng mày nuôi tao mà tao chỉ cần chúng mày nuôi được người chúng mày là được, chứ mà cứ yêu chết đó không ạ.
vì bố mẹ con nhà con sẽ có nói rồi, nó sẽ từng năm lớp. Mà bố mẹ lại bảo không cần nữa đi con. Thế tự nhiên vậy nó bắt điều chị. Nên có rất nhiều người phương khác mà không hiểu không có bố mẹ con bà không cần, nhưng không cần trách nhiệm của người con vẫn phải làm nó. Thế là con đồng ý cho chúng mày không ạ? Rồi, nhưng cái kiên trì ở đây là gì? Không phải ngày một ngày hai mà mưa rào thì thấm lâu, mưa rào thì nhanh lại. Thế là tại sao mỗi một buổi học thế này này nó sẽ cũng có bài này nhưng mà có nhiều cách để truyền đạt. Và khi mà cái thầy cô nghe được nhiều ấy thì tự nhiên mình muốn thay đổi người khác thì việc đầu tiên mình cần phải thay đổi. À đúng rồi, một tràng pháo tay kìa. Bạn không thể thay đổi người khác nếu như mình không thay đổi. Quý thầy cô đồng ý với em như vậy không ạ? Và không ai thay đổi được ai đâu, trừ khi là mình nói để cho người ta ngộ ra và người ta thay đổi. Tôi nhất muốn chồng tôi thay đổi và tôi không thích thay đổi làm gì. Em muốn anh thế này, em muốn anh thế kia, đấy là em muốn. Còn anh có muốn hay không đấy là việc của anh. Nên là nếu như mình nói để cho người ta tỉnh ngộ, để cho người ta tâm thắc thẳng vô. Em biết tiếp theo là anh là người của tôi rất là một nghệ sĩ. Rồi, tại sao em gọi em vì anh Tự Lâm. Anh Tự Lâm là một nghệ sĩ nhân dân rất là trẻ, nhưng mà anh ấy làm trong quân đội. Anh ấy là gì ạ? Nhà hát thì chế nào? Đúng rồi, chuyên môn nói như là chế nào? Thế anh không biết hát Cải Lương không? Anh không biết nói là em. Rồi, anh ấy có biết không? Được chứ? Chờ tuyệt không? Đắn cuồn không? Vậy, cái bản chất của một nghệ sĩ là làm gì ạ? Là làm cho những người xung quanh và làm cho khán giả họ được vui. Có thể lấy nước mắt của khán giả bằng sự đồng cảm, nhưng cũng có thể làm cho khách hàng cảm thấy cười và sẵn thanh trong hạnh phúc có bạn che. Vậy thì xung quanh chúng ta được xuyên anh mình đã làm cho họ vui chứ hay là người ta bất bình và người ta cảm thấy khác nhau có mà. Nên là khi em làm việc ra cái nhận thuật làm việc với anh mà mình đã làm được thì tốt nhất là và khi chúng ta cuộc đời của chúng ta thay đổi, những người chúng ta đồng trên cuộc đời này là làm cho họ vui, làm cho bố mẹ mình vui, làm cho mọi chồng mình vui, làm cho mọi cái chứ không phải vì cần họ để đòi hỏi mà mình làm cho họ có một cảm giác ức chế và tức giận, đúng không ạ? Nên là rất nhiều anh chị là chủ tịch hợp đồng quản trị của một công ty nhưng về nhà coi bố mẹ, coi vợ con là nhân viên của ra lệnh như đúng đổi có không ạ? Giờ này mới dọn nhà, giờ này mới cắm cơm mà có không ạ? Giờ này làm gì mà hay là bố mẹ lại lau, bố mẹ chưa cắm cơm có sẵn sàng để tay vào cắm cơm không? Vợ mình đang nấu cơm có sẵn sàng mình lau nhà không? Có không ạ? Và nhiều khi mình không làm tròn vai nên gia đình của mình lúc nào cũng đặt đấy căng thẳng và áp lực khó lắm. Nên cô gái đi quay những điều gì như vậy? Và hôm nay anh cũng mai bạn thì thấy là tròn vai của mình, có mai bạn mình ạ? Hãy làm cho bác hiểu. Hãy làm cho bác hiểu của người mẹ. Hãy làm cho bác hiểu của người bố. Hãy làm cho bác hiểu của người chủ. Hãy làm cho bác hiểu của một người con. Thì chúng ta cảm thấy biết ơn và chúng ta thành cảm thấy không có thể quên được vì các người rồi. Rồi đúng rồi. Ok, lái xe cũng phải làm tròn vai và thành viên khác. Các thầy cô đồng ý với em như vậy không ạ? Nếu mình không làm tròn vai thì mình sẽ có tâm đòi hỏi, đúng không?
và có tâm đòi hỏi thì đồng nghĩa với việc lúc nào mình cũng cảm thấy khó chịu trong người này. Đúng quý thầy có phải chứ? Nên cuộc đời của chúng ta, em không nói là diễn viên, nhưng nói thật luôn, khi chúng ta sinh ra trên cuộc đời này là chúng ta khóc, đúng không ạ? Nhưng đừng đem tiếng khóc, nhưng mà xung quanh chúng ta là những người cười. Ý nghĩa ở đây là khi mình buồn nhất và xung quanh của người mình là thương ấy, là cũng phải hạnh phúc. Nhưng có rất nhiều người là khi mình buồn nhất mình khóc lóc như vậy mà làm cho một cái nói như thế này là ông nói là
không ạ? Không được đánh nhau là thứ nhất, không được đánh nhau lần hai, lần thứ ba cũng là không được đánh nhau, chúng ta làm gì đấy? Mình đang đánh nó mà lại kêu là nó không đánh nhau nó, cái gì sai? Mình đang dạy đúng chưa? Đúng chưa? Thế nhiều khi ấy, chúng ta cứ nói một đằng chúng ta làm như vậy. Quá đấy, vấn đề đấy là tính quá. Mẹ thì trong cầm dạy con đến ba cái tốn nó đến ngày thôi, căn bậc hai căn bậc ba anh liệt với thầy cô đang kiếm tiền được không? Đẹp cho nó công cái gì ạ? Tổng sức mạnh vào chỗ này không ai trên đời này anh sẽ cho nó thành một cái bài học, không ai trên đời này làm được một người vào chỗ đó, đúng không? Anh là chủ tịch cộng đồng quản trị của công ty nhưng anh vẫn có phụ thuộc từ cô cả đây. Anh bố trí đạo của chúng tôi là thực tế, chắc là nó cũng mới tư tưởng về thôi. Nếu đất này thì cộng sức mạnh là gì ạ? Cộng tất cả những sức mạnh của những người trong tập đoàn, một mảnh ghép có đẹp đến mấy, nếu thiếu đi một mảnh ghép to nhỏ thì cũng không thấy có gì khó lắm, không khó lắm. Và ngày hôm nay thấy chưa, chúng ta cần bao nhiêu hãy tìm những công sức phù hợp với mình. Em nói cho nhau phù hợp, chứ em không nói tìm người quá trọng mà em tìm người quá trọng. Lúc nào cũng sợ họ thấy họ kia đâu. Đó thì là người không được đỉnh sợ. Tâm thì không ai thì không làm được việc đó. Làm việc với một lãnh đạo mà suốt ngày thì cũng sợ là người ta làm sao, người ta cướp tâm của mình. Làm việc với đồng nghiệp mà suốt ngày thì người ta ăn chặt của mình, thì tâm của mình còn bản tâm thì lại không thể để tâm, để tâm đối phó. Để tâm đối phó là kiểu chứ làm sao để tâm, để tâm được. Ở với một ai mà chúng ta chỉ cho người ta giết mình thì lúc đấy tâm mình chồng mình con thoát thì làm sao chồng được. Nên việc đầu tiên các anh chị muốn làm việc với ai mà để cho người ta cảm thấy yên tâm thì cái việc đầu tiên đó là các anh chị giao tiếp với ai, chơi với ai, làm việc với ai thì phải để cho họ có một cảm giác là sao ạ? Đúng rồi, an toàn với mình nhé. Nên khi chia sẻ cơ hội, chia sẻ lợi ích thì hãy để cả để họ cảm nhận một điều mình đang rất chân tình, chứ đừng để cho họ cảm giác là họ đang lợi dụng. Mà tôi nói là các anh chị sợ từ lợi dụng không? Người ta sợ một cơ, sợ người khác lợi dụng mình không? Sợ không? Một quan niệm khác này, nếu các anh chị không có giá trị thì không ai lợi dụng mình đi. Vậy thì nếu mình càng có người muốn lợi dụng mình thì đồng nghĩa mình phải người lợi dụng mình, vì mình đang có nhiều giá trị với người đó. Hiểu được đấy không ạ? Có rất nhiều người có một quan niệm là đi làm với cấp trên, việc cấp trên lợi dụng, đi làm với tổ chức là sợ được tổ chức lợi dụng, đi làm với người nào mình đi là sợ để tìm người mà họ kia ăn ăn chặt của mình. Xong chẳng bắt đầu người đi có là mình không muốn làm nữa, vì làm ai nhiều nghĩ người ta cảm ơn. Nhưng mọi người không những một điều mình làm bao nhiêu chỉ đi tìm cá nhân của mình làm. Lời nói của mình có chắc lưng với một chân có mà. Thậm chí nhiều người kính trọng chưa làm đã sợ là à tôi làm được không được. Bạn cuối cùng bạn không làm nữa thì cuối cùng bạn là người không được được gì đấy. Nên hãy cố gắng, hãy bạn thôi, hãy làm gì được không? Nên hãy tự động như vậy, nên việc theo được tự
thì mình lại lấy một kiểu chịu đen của ta chỉ với sao. Và đến lượt người tiêu cực thì mình sẽ làm cái này không chịu. Tôi đến là những lượng chân con à, đơn giản thôi. Tại sao em lượng chân mấy lại có giá trị? Anh những lượng chân con đơn giản tại sao em lượng chân con? Thì em biết được làm thế nào không? Được làm mà cũng không được. Rủi ro ở đây khi mà các chuyên gia tư vấn không đồng bào được ra. Có tài liệu có chứ. Tẩm thang này, thì công ty này. Tài liệu pháp lý này. Tài liệu về ngành nghề này. Chính sách quyền lực của chính này. Các chuyên gia tư vấn không đồng bào tài liệu. Đấy để chuẩn bị để dân cho người ta xem. Tại vì con người ta, con người ta cái vi phạm não bộ là nhờ tin nhận chứ không phải nhờ câu nói là không được. Nên là các thầy cô ạ, hãy xin tài liệu chính xác trên của mình để mình tìm hiểu. Để mình tìm hiểu. Tại vì cũng giống như mình khi mình ra chắc thì mình cần phải trang bị cho mình là tao tháng năm cũng sẵn. Rồi, các thứ. Vậy khi đã chỉ đi gặp khách hàng, đi gặp học sinh, đi gặp phụ huynh, mẹ đi cực kỳ đến tập nói như thế này, mà nhắc hành. Nhưng mà tôi sẽ đưa tay vào trong. Mình nói tham khoa một chân kiên từ mấy ngọn nhớ của bạn. Hay như thế là trong từ. Nhưng mà mình nói đâu thì họ nhớ được. Thì họ nhớ được đâu mà thậm chí nếu như có thể mình chưa cho bạn thấy cái cô đến lúc mà mình bị tăng mọi người đấy thì bỏ để mình lên và về đến nhà đó hôm qua em đưa tài liệu cho anh chị đã đọc chưa anh chưa vậy thì đọc đi nha tí nữa năm chiều thì em hỏi lại thế mà mình kiểm tra nữa cái tiếp của người lãnh đạo này đi giao việc nhưng không giám sát và không kiểm tra đó là và rất nhiều người lãnh đạo đang làm việc như vậy. Đi giao việc cho nhân viên biết là họ làm được nhưng có giám sát không, có kiểm tra không, đến nhất ai rồi yêu cho mình thì không đúng ý của mình và không đúng ý của mình thì mình lại đi chửi nó có mà thì cái lỗi của người lãnh đạo thì phải như biết rồi cái sự cho lớn nhất trong người này là gì là không có đại gì mà không có gì mẹ hãy cố quay bản mình về nhớ cô đồ tài liệu mà cố quay bản mình đi. Nhân cơ hội. Rồi các thầy cô nha, nhớ như chiều nay có nhiều cái hay các thầy cô ấy. Bắt buộc buổi trưa nay các thầy cô phải đi kiếm bút kiếm giấy nhé. Một số người kiếm sáng nay tôi dám đảm bảo các thầy cô nghe rất hay rất thấm ấy. Nhưng về đến nhà ấy. Về đến nhà nó được vợ nó bảo trước nay mới về ạ. Bắt đầu quên hết cười của thầy các bạn có không ạ? Cuộc đời mà môi trường nó mạnh hơn ý chí nên đấy là nguyên lý vì sao mà các thầy cô nên theo em một tuần một tháng nên làm mới bản thân. Có một câu nói này đi lòng tạc giả của em đó là người nghèo học lấy bằng và người giàu họ học cả một cuộc đời. Người nghèo học lấy bằng nên càng lâu thì học cả. Họ có cảm xúc với các bạn tiếp tục em chơi với anh tay một năm cũng chừng hơn năm nghìn một năm em bỏ ra đến với năm nghìn cũng đáng quả. Càng nhiều kia thì càng
Tại sao lại như vậy? Vì họ nâng cấp cái não của mình. Và tất cả những người giàu họ ngồi, họ học, họ đưa ra chiến lược là nhiều chứ không phải người ta đi làm nhiều đâu. Vì thế có đồng ý với anh không? Đúng không? Ông ngồi họ nghĩ cho người khác làm chứ. Họ nghĩ xong bắt đầu họ lên chiến trình cho người khác làm. Anh ngồi anh nghĩ đi ăn cái bao nhiêu. Sau đó anh lên chiến trình anh tuyển một chó xe ông bắt đầu đi lại. Anh ngồi anh chỉ thu tiền thôi chứ. Có đúng không ạ? Nên là nếu như chúng ta không làm mới bản thân và không nâng cấp được chứ, chúng ta sẽ đừng có nghĩ là mình chậm chân ở đấy mà mình không được cố gắng. Mình chậm chân một chỗ nhưng mà người khác có tăng tiến. Đây nhân hay không là gì? Em cho tất cả những mối quan hệ của mình làm. Đây là một người của em. Mình vừa tạo công an việc làm cho người khác. Nhưng mình lại có các thầy cô nhớ cái chính sách của tập đoàn không ạ? Cán bộ nguồn đang được bao nhiêu? Rồi cán bộ nguồn cán bộ nguồn là họ sẽ được hưởng là từ 5 đến 20 triệu đúng không? Cán bộ nguồn đấy là gì? Từ 5 cho đến 20 triệu. Vậy thì cái trường này này, học cho mình 30 em học sinh một năm. Vậy thì mình 30 em là mình có 450 triệu để ra rồi và họ được bao nhiêu, họ được 300 triệu. Cũng là công an chứ. Đúng không? Chứ mình làm sao mà mình đi tư vấn hết được. Đúng không ạ? Rồi, một điều nữa, trưởng phòng tuyển sinh. Trưởng phòng tuyển sinh thì được bao nhiêu ạ? 30 triệu. Vậy thì trường phòng tuyển sinh điều kiện để trường phòng tuyển sinh là gì? Sáu học sinh. Và sáu cán bộ tuyển sinh. Đặc chuẩn đúng không ạ? Vậy thì ví dụ như là anh chị ở đây có sáu cán bộ tuyển sinh. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cán bộ tuyển sinh. Và mỗi cán bộ tuyển sinh này giới thiệu ra một học sinh thôi. Học sinh. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6 học sinh. Vậy thì có 6 học sinh này thì mỗi học cán bộ tuyển sinh này họ được hưởng 25 triệu đúng không? Nhưng mình trưởng phòng tuyển sinh thì được hưởng 30 triệu. Thì lấy 30 trừ đi 2 năm thì còn được thôi 5 năm học 5 triệu trên một học sinh thôi. Nhưng 5 triệu này có phải mình giới thiệu ra không? Không, mà mình đã tạo công an việc làm cho 6 người làm thì đúng không ạ? Thì mình cũng có 30 đấy. Không phải 6 người chẳng. Cái này mình không bảo là phải đóng tiền không? Không. Và mình đang tạo được một cho. Đúng chưa? Vậy thì đơn giản như vậy thôi. Vậy thì nhân một cái cơ hội để lên. Rồi em lấy một ví dụ nữa đây. Quý thầy cô là cán bộ tuyển sinh. Rồi cái quan trọng tiếp nhận hồ sơ là được bao nhiêu? Là 3 ba năm. Bây giờ bao nhiêu? Bao
thì quý vị có giới thiệu cho mình một chút nào không? Vấn đề là sao mình biết thành ta? Thế là người ta bảo thành công thì có, thương thân và thất bại nó có nguyên nhân. Mình vừa tạo công an việc làm cho người ta, nhưng mình có nhiều, ta vừa lợi cho một người, lợi cho mình mà lợi cho cả gia đình, lợi cho cả học sinh, nó có cái lợi của mình. Đúng không ạ? Chính sách để cho mọi người làm rõ không? Ai chưa làm rõ chính sách? Ai mời từ từ? Ai mời từ từ? À, hôm nay chị đi với ai đấy? Ai bảo chị đến đây? À, mình nghe lời rồi. Thế khỏi. Thế, vâng ạ. Mình phải phấn đấu theo, mình đừng đòi cao quá. Bây giờ tôi muốn, tôi là cán bộ nguồn, tôi được bao nhiêu? Tôi là cán bộ tuyển sinh tôi được bao nhiêu, tôi lên trưởng phòng tôi được bao nhiêu, nếu bây giờ tôi là văn phòng làm văn phòng tiếp nhận hồ sơ là bao nhiêu, điều kiện văn phòng tiếp nhận hồ sơ tôi là như thế nào, văn phòng đại diện tôi là như thế nào, điều kiện của văn phòng tiếp nhận đại diện là ra sao, các anh chị cần phải nhóm phù hợp được chưa? Rồi nhân cơ đây biết camera có bao nhiêu tổng có bao nhiêu văn phòng ở đây ạ? Hay là tố cán bộ tuyển sinh. Đấy, là ta cho một người vay lắm. Đấy, là người vay lắm. Đấy, cái này tôi để ý xem. Tháng này hình như là của mình khai trương 6 văn phòng đúng không anh? Em cho tất. Quyền lợi của họ em cho hết, họ có lấy đi đâu. Vừa giúp cho họ, giúp được người khác mà họ lại kiếm được tiền, mà mình cảm thấy hạnh phúc nhiều. Các thầy cô giúp được người khác kiếm được tiền, các thầy cô có vui không? Nhưng có một số người bảo bây giờ mà bạn bạn mình nó làm, mà ở thôn này có hai đứa bảo nó làm từ mức thị trường của họ, đừng có kiếm này. Chúng tôi hôm nay đang chỉ với thầy cô đúng không? Nhớ cho em là xin đọc cửa đấy. Rồi nhân cơ và gì ạ? Chia. Được rồi. Phải biết phép tính chia. Không biết phép tính chia thì không làm được đâu. Được chưa? Nên là chia sẻ được. Và hãy cho họ quan điểm rất rõ ràng. Họ làm, họ hưởng, họ không làm, họ không hưởng gì cả. Không có ai trong cuộc đời này, mãi mãi cuộc đời này mà đi làm cho bạn được nấu về cái chồng bạn. Lấy bạn vì đương nhiên yêu đến chết, nhưng mà đưa tiền cho bạn hết, nhưng mà trên thực tế bạn không đẻ ra cho bạn. Không trên thực tế các thầy cô anh chị làm việc gì chỉ phải tính được cho đồng nghiệp của mình, nhưng hãy nhớ con người ta sẽ không dễ mắc vào cái tham đi làm việc mình đâu. Dễ mắc kỳ luôn, dễ mắc vào tham. Cái tâm mong cầu nó cao đôi khi và có biệt là gì? Người Việt Nam mình phải nghiên cứu để ý mà xem. Khi khó khăn ấy thì ôm nhau khóc đồng cảm. Nhưng khi có tí tiền mà bắt đầu là sao? Thì bắt đầu là sao? Là gì? Đòi họ. Và bắt đầu chính trị họ. Trong gia đình chúng ta cũng vậy. Anh em ruột thịt. Lấy một ví dụ, nhà có một ý rất phương lắm, nhà có 7 anh chị em, bình thường chạy ai muốn ở quê đấy không? Nhưng tự nhiên nó có đường đi qua đất từ 3 triệu nó lên 30 triệu một em. Thì bắt đầu anh em về bắt đầu xô xé nhau và bắt đầu cãi nhau chi đó.
và thậm chí là uống rượu vào bản thân mình ra và chia nhau đó là vấn đề gì. Có nhưng nếu không biết là có hàng chục tỷ thôi thì cần chỉ chia vậy. Chắc thì có rất nhiều người có đủ tiền nhưng vẫn vì một điểm kia mà vẫn còn như vậy đó. Cái này mà khi bắt đầu em làm, em không biết như nào. Khi em làm bất kỳ trong một doanh nghiệp nào, thì cái suy nghĩ đầu tiên của em chính là gì? Tôi không quan tâm là doanh nghiệp trả tôi bao nhiêu tiền, mà tôi quan tâm là tôi đem được bao nhiêu tiền về cho mình. Đấy là việc đầu tiên em suy nghĩ. Tại vì khi mà tôi là một người mới, nhưng mà kết quả nó sẽ chứng minh bằng năng lực. Các thầy cô đồng ý với em như vậy không ạ? Cho dù các thầy cô có nói hay đến mấy, nhưng kết quả không có thì cái năng lực nó đi. Nên khi em làm trong một doanh nghiệp nào, em không bao giờ nghĩ là doanh nghiệp này sẽ trả em bao nhiêu mà các chị cô đến em giúp được gì cho doanh nghiệp. Khi em làm việc với một tổ chức, em không quan tâm là tổ chức đánh giá người như thế nào. Em chỉ quan tâm khi tôi đến với tổ chức thì tôi giúp út, giúp ích cái tổ chức. Và từ đấy, cái uy tín thương hiệu của mình thành mình làm tốt, trách nhiệm và cũng thể hiện. Các thầy cô đồng ý em với mình. Mình làm tốt thì tổ chức cũng tôn trọng và đương nhiên thương hiệu của mình. Nên là cái mà thực chất là may mà em đi làm việc, em lại chơi với rất nhiều cá nhân, nên họ dạy nhau mình thì không có bao giờ. Có rất nhiều người đến doanh nghiệp họ bảo tôi hiểu gì, nhưng họ quên mất một điều, họ sẽ làm được gì, tôi sẽ làm được gì. Vậy thì bạn khẳng định bạn đang làm, bạn chứng minh là được gì, đúng không? Các thầy cô đây, ôi em mà vào đây em chẳng đưa một ngày mấy chục cán bộ tuyển sinh cho anh, ok hay quá, biết vời làm đi. 3 tháng 5 tháng không có một ba nào mà bắt đầu về vào nói hay nhất kiểu là gì ạ? Xong bắt đầu vài tháng sau tôi bảo nhà em đợt này bán lựu đạn, có bán lựu đạn đúng không? nhà em đợt này có bán chợ, em bán chợ nhà ông về đang làm báo à? Có bốn người đến đây các anh chị, còn nổ một cái kinh khủng. Việt Nam cho chiếu bộ phim thời đại anh hùng, trong đó có đoạn tổng thống Park Chung Hee của Hàn Quốc đã khóc vì thấy nhận bộ quà. Ông tuyên bố sau 10 năm nữa sẽ có nhiều nước trên thế giới phải đến làm thuê cho Hàn Quốc. Thập 7, thập niên 60, Hàn Quốc là một trong những nước nghèo đói nhất châu Á. Năm 1968, người Hàn quyết định thay đổi giáo dục bằng cách lấy nguyên bộ sách giáo khoa của người Nhật về dịch sang tiếng Hàn để giảng dạy, chỉ trừ ra các môn xã hội như địa lý, lịch sử và văn học. Lúc đó cũng có nhiều người chỉ trích rằng Hàn Quốc lẽ nào lại không tự soạn được một bộ sách giáo khoa. Nhưng chính phủ Hàn Quốc bằng quyết tâm thực hiện, vì để có được chương trình giáo dục đó, nhiều nhân đã mất cả trăm năm cải tiến từ các đào tạo phương Tây sao cho phù hợp với đặc trưng của người châu Á, bắt đầu từ thời Thiên Hoàng Minh Trị. Để rút ngắn thời gian, Hàn Quốc chẳng có cách nào khác ngoài việc lấy kinh nghiệm của người khác và để dành thời gian và công sức lo phát triển kinh tế. Vì Hàn Quốc muốn trở thành một bản sao mới của Nhật, nền kinh tế dựa trên lòng tự hào dân tộc, tính kỷ luật và đạo đức của toàn thể xã hội. Đúng 20 năm sau, năm 1988, Hàn Quốc đăng cai Olympic Seoul, cả thế giới không ai tin vào mắt mình khi thấy kỳ tích bên bờ sông Hàn, mô tô, xe máy, dệt nhuộm, hóa chất, đóng tàu,
điện tử, bánh kẹo, vân vân. Bên cạnh có cái gì thì bên Hàn Quốc có cái ấy. Không ai biết trong hàng nghìn năm đó, cả dân tộc Hàn đã làm chặt tay nhau bước bước đầu thoát nghèo như thế nào. Chỉ biết rằng bên TV lúc đó chỉ có 7,2 chương trình là dạy ra người và dạy ra ai. Mà toàn chương trình giải trí, có thấy không? Thậm chí có những chương trình rất nhảm nhí luôn, có không ạ? Rồi, tại sao người Việt lại thích Hàn thích Nhật? Vì xem phim Hàn phim Nhật nhiều quá. Lịch sử Trung Quốc chúng ta cũng thuộc rất nhiều. Nói đến Huy Quang Long Trường, các thứ nói Nguyễn Huệ và Thái Bảo Chu Nguyễn Huệ hay là các thứ năm điều Bác Hồ dạy còn không nhớ. Đó. Hiện trường người khác mình nhớ hết thì chỉ mình quên. Có thể cô xem biết đi xem thì sao mà chàng có lại mặt. Và khi anh xem video này là lần đầu tiên con lần đầu tiên con sử dụng con những video và đem trên cô ý đừng có dạy tình hình của nhân viên bán hàng cũng chỉ là một chữ như thế. Từ cái văn hóa nhỏ xíu như nụ cười của một nhân viên bán hàng cho đến cách quản lý chi phí của một quán cà phê, cách tạo dựng một nhà máy. Từ một dân tộc sinh Việt, tất cả doanh nghiệp nước ngoài đến đặt nhà máy tại Hàn và thuê lao động tại đây. Hàn Quốc bắt đầu khan hiếm lao động, rồi trở thành dân tộc đi cho Việt. Người mà xét hỏi sinh Việt lúc bấy giờ lại là người Trung Quốc, Thái Lan, Philippines. Hàn Quốc đã thành công trong việc tiếp nối Nhật Bản thành các dân tộc đi cho Việt một cách. Năm 1988, tháo hoa thắp sáng hai bên bờ sông Hàn, người Hàn Quốc ôm nhau cười trong nước mắt. Trong 100 quốc gia giàu có nhất trên thế giới miễn visa cho họ, Hàn Quốc đã bước chân vào nhóm những quốc gia thịnh vượng nhất thế giới. Về lĩnh vực điện ảnh, còn những năm 80-90, khi phim Hồng Kông tràn ngập thị trường và không có đối thủ, thì người Hàn lập tức tuyển chọn ra 2.000 sinh viên ưu tú nhất, đối sản Hollywood, ngày đêm học hành, từ đạo diễn, diễn viên, phục trang, đạo phụ, vân vân. Sau 4 năm tốt nghiệp vào năm 1992, những cuộc chiến đặt tay, những cảm xúc và những tình đầu hoa vụ pha có một thể hệ diễn viên đẹp tầm mm đã chinh phục được hàng triệu con tim. Anh đoàn phim đã có lập cao lên. Nhưng những cái bộ phim này chúng ta thấy là các bạn diễn viên đẹp, rất đẹp. Nhưng mà kiểm ra chỉ có cả nước có 2.000 người thôi. Thực tế cái này cô đã từng đi Hàn Quốc rồi, người Hàn đóng đâu đẹp như mình nhìn đâu. Rồi một điều nữa, là cái này cô để ý nhé. Tất cả những bộ phim nó chiếu đều chiếu thời hiện đại. Là tòa nhà bao nhiêu tầng, con là chủ tịch tập đoàn này, tiểu thư là chủ tịch tập đoàn kia. Anh em chỉ mặc vest thắt cà vạt đi xe hơi có thế không? Còn khi Việt Nam mình sao? Hoa hậu vẫn phải đóng giả đều đi trong mình. Rồi một bộ phim gần đây nhất của chúng ta đó là bộ phim Bố Già, có doanh thu đã rất khủng luôn. Nhưng đồng chí Thành ấy, đồng chí có nghèo thì nói phải đi đẩy xe góp ghét bán ra ở trong khu nghèo nàn phải không? Những cái bộ phim của chúng ta nó lại không chỉnh chiếu. Ví dụ tôi đang mất 81 em đang ngang 72 tầng này, nhiều nơi đẹp như vậy mà không thể chuyển. Và khi mà tôi sang ra Singapore học bản đẹp là người Việt Nam mình kéo thế. Tại vì người ta chỉ biết đến chúng ta thông qua hình ảnh và lời nói, đúng không ạ? Còn không biết chúng ta khi nào đâu, trừ khi là có người dân họ đến Việt Nam, thậm chí ngay sang Hàn, Trung Quốc thôi
nhiều người dân Trung Quốc còn tưởng người Việt Nam là chủ. Một điều tiếp theo, tất cả những bộ phim của Hàn Quốc thì cũng tránh có để ý, nó toàn lồng ghép vào quảng cáo sản phẩm, đặc biệt là mỹ phẩm của họ ấy mà. Nghe các chị em chỉ mỹ phẩm Hàn Quốc. Vì sao? Thường là Hàn Quốc tầm cao này. Vì sao? Vì tất cả nó đập vào mắt liên tục. Và chúng ta khi cái nhìn đập vào mắt liên tục thì chúng ta nghĩ đó là không. Và nhân đến một trận, các bạn một trận đầu tiên thì đặc sắc nhất đến vì dân. Tại vì ngày xưa cũng có dòng vì dân đó thôi. Vì nó quảng cáo nhiều, và người nghèo rất ghét quảng cáo, và người dân rất thích quảng cáo. Người ta thấy quảng cáo người ta chứng đoán tên đó mà. Nắp kia lao đáng xem lại. Trời xin thưa quý vị quân vợ. Vậy thì nhưng mà bộ phim Việt Nam quảng cáo sản phẩm của Việt Nam hay sản phẩm nước khác? Đấy, nó lại khác nhau ở chỗ này đấy. Nào, bao nhiêu anh chị tôi đã từng chứng kiến rất nhiều chị gái bảo ngày xưa chị ghét anh lắm, chị không biết anh luôn, không hiểu sao chưa số thế nào chị lại lấy anh. Đúng thì sao? Không phải liên số nó ngồi nhau, không phải đâu. Tại vì anh ta liên tục đập vào mắt anh chị. Hàng ngày nó sang nhà, nó sống đầu là không thể xin ghét, nhưng mà thỉnh thoảng nó làm một vài việc tốt cho thỉnh cho vậy. Và khi thỉnh thoảng nó làm một vài việc tốt cho bắt đầu mình lại, thôi bây giờ ấy, con người ta là cái nếp đánh chết cái điểm, lúc này mới dễ bị cái nếp. Đúng không ạ? Anh ta cũng tốt chứ. Thì bắt đầu để ý bạn thấy cái nếp. Xong rồi, đó không ạ? Nên nếu như các thầy cô, các anh chị không về nói một lần người ta chưa nghe anh. Hai lần người ta chưa nghe đâu. Nhưng hàng ngày thấy thầy cô đang lên đi trên Facebook, đang lên Zalo nói về chương trình trung học. Thấy lợi của chương trình trung học đang tiếp tục và liên tục tập vào mạng họ để cuối cùng họ sẽ đi khỏi đi. Nên là cái vấn đề ở đây này là chúng ta xác định là khi chúng ta muốn giúp ai thay bỏ cái quan niệm thì phải thường xuyên chứ không phải tập bỏ. Thường xuyên thì cho mọi người thấy có thể bằng hình ảnh, có thể bằng hình xe, có thể bằng hình ảnh. Rồi, các thầy cô để ý tiếp nhé. Có cảnh thời gian, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng để xâm nhập vào các thị trường. Đại sứ quán Hàn Quốc tại các nước có nhiệm vụ dịch thuật đào tiếng địa phương và thành công cho các đài truyền hình tạo ra làn sóng hoàn lưu nổi tiếng. Cuối cùng, phim Hồng Kông đã bị đá văng ra khỏi thị trường cho thuê bằng đĩa. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, các tập đoàn của Hàn Quốc như Kia, Samsung, Hyundai còn thuê cả ekip thiết kế của các hãng xe Đức như Mercedes, BMW làm việc cho họ với tham vọng xuất khẩu xe sang Mỹ và châu Âu. Để ý xem bây giờ chúng ta có được những bài hôm. Tôi không thương các anh chị như nào, nhưng tôi rất kính trọng và tế phục anh bạn của tôi. Anh có giấc mơ toàn cầu. Các công ty khác để làm ra mà là để mà sản xuất ra được một cái xe cô thì nó vẫn tùy đau đâu hay dùng mắt một đạo. Nhưng mà ngày xưa là người đau đấy là lao bằng chân tay, còn anh vượt sử dụng số, còn cái nhà máy VinFast nó sản xuất ô tô chứ không. Mà do quốc thì nó không đòi hỏi, còn có người giỏi một tí đòi hỏi tiếp vào đường xuống con ấy lại không đấy. Các thực tế mà xem. Nên là tại sao ông phải đưa ra những lời giải thích nổi tiếng của cái hãng đó không? Thế của bên này là mình phải tìm tặng. Thì tôi đã bắt chóc chắc chắn mà chúng ta cần là tôi lòng.
cho tay thì bao bì nhãn mạnh ta có thẩm mỹ của tay thực hiện trong trong sinh sinh của dân châu Á người ta cũng thích không bạn được có những năm mẫu xe đai bằng chạy nhất ở Bắc Mỹ và châu Âu mấy bắt đầu những người Hàn với ánh mắt cả người bộ ngạc nhiên và thành phố ngoài ra người Hàn cũng cử những sinh viên giỏi toán nhất lớp sẽ học các ngành tài chính tại các trường đại học lớn của Mỹ với tham vọng Seoul sẽ thành một London New York các quỹ đầu tư ra đời và họ tìm kiếm các nhà máy mới khởi nghiệp với quy mô nhỏ để đầu tư tham gia vào quản trị họ không hề chỉ trích chỉ bốc sách quốc tế để sử dụng một người Hàn giàu có là cả dân tộc Hàn giàu có hệ thống bán lẻ lúc này đã có nghĩa vụ mang hàng hóa của Hàn Quốc đi khắp nơi về công nghệ ông lớn sản xuất bắt đầu tuyển dụng những sinh viên giỏi nhất châu Á để cho học bổng thạc sĩ miễn phí với điều kiện tốt nghiệp xong phải mấy năm phục vụ cho họ họ gom trí tuệ của cả châu Á để chinh phục thị trường điện thoại thông minh và máy tính bảng cạnh tranh đối đầu với Apple đối đầu với cả một tập thể trí tuệ thực lượng Silicon cứ như Apple của châu Âu cạnh tranh với Boeing vậy người Hàn Quốc dùng dân thường hay xếp lớn tất tần tật mọi thứ họ dùng phải là máy tính tàu rìa dùng vào thập niên 70 sản phẩm vô cùng kém cỏi và xấu xí nhưng nếu người tiêu dùng không ủng hộ sản phẩm nghiên cứu của thời khởi nghiệp thì doanh nghiệp có tồn tại đâu mà có sản phẩm tinh xảo sau này tác giả trong lần đầu tiên đi Hàn Quốc vào mùa thu năm 2005 người chị gái ở Việt Nam cẩn thận ghi tên máy nhận những mỹ phẩm cơ thể của chị ấy vào đưa anh đi ở cửa hàng mỹ phẩm cô bán hàng mặc bộ vest màu đen chạy như bay lấy hết sản phẩm này đem sản phẩm cảm cho tác giả xem đều là một hàng cả các cô gái bán hàng nói tiếng Anh không tốt lắm nên cũng phải giải thích bằng tiếng Hàn đến lúc dừng hàng đặt đến lúc anh lại tay đi phỏng vấn là cung thì cô thất vọng hòa cầu cung học thì cô đã không thành công khi tình yêu đương của cô không thuyết phục được khách hàng anh nhìn cô ấy sững sờ lẽ nào chỉ là một cô gái bán hàng bình thường mà có đọc những đất nước đặc biệt phía sau anh kịp nổi bài phục mỹ phẩm của hàng được chứng kiến quá thất vọng vì hình thức quá anh quyết ra khỏi cửa hàng mà lại không thấy cô bắt đầu thông tin mà dù thì bắt đầu là một cộng đồng chất đặc biệt thể dục nồng đậm trên vỉa hè những chiếc áo khoác theo cờ quốc gia sau lưng mà anh bị sau lưng quy mô công dân Nam đổ xô sang đấy chắc thì phải. Thế thì thầy cô bao giờ nghĩ và khi em bắt đầu làm việc thì tại sao em lại không làm về thị trường Hàn và thị trường Nhật? Vì thị trường Hàn và thị trường Nhật cách đây khoảng 10 năm về trước các thầy cô bán mà phải làm thì nó là một cơ hội, có đúng không ạ? Nhưng bây giờ nó đang là thị trường ý. Nó gọi là trong kinh doanh nó gọi là down trend, đúng không? Khi lúc đầu nó khó khăn và nó cần nhân lực thì cần đối tượng nào đủ điều kiện làm việc đấy. Còn bây giờ đi hai nó khó, rất khó. Một điều tiếp theo nữa đây, Nhật Bản chậm mai nó giảm nhiều. Rồi một điều nữa là khi chúng ta đi xuất khẩu lao động thì chúng ta đi lao động. Rồi một điều theo đây, tại sao sáng nay em có nói là tại sao những người mà làm về bắt đầu làm về châu thì thị trường châu đó đang là thị trường dân số già, số lượng dân số rất già và cả khối thị trường châu nó đang cần đến lượng mà nó cần đến lượng thì nó phải đào tạo ra những con người chất lượng để làm việc cho quốc tế đất nước đó, đúng không? Đúng không? Thích đồng nghĩa với việc các thầy cô để ý giúp em bây giờ nguyên thẳng đất chung nó cần khoảng 6,5 đến 7 triệu lao động đến vào năm 2035 nó trên báo đài nói thế nhưng nó không chỉ chuyển sang Việt Nam tại vì Đức là một trong quốc gia có nền giáo dục tốt một trong bốn và ba thế giới nền kinh tế của nó đứng thứ tư thế giới GDP đầu người của nó là 20 lần Việt Nam. Nó có tuyển đi Việt Nam không? Không. Bây giờ nó đang cần thì visa hồ sơ có tuyển thế. Nhưng khi mà
mà đến năm 2030 có biển trên toàn thế giới mà đủ thứ lượng lao động ở tận rồi thì vì đó nó sẽ không sử mà yêu cầu người ta nhà nó bắt biển chi tiêu của nó thì nó bắt chỉ một con người. Và tiếp theo nữa đây là gì? Em và nó nó bắt bắt chỉ và nó bắt cả các người chỉ là nó phần 67 triệu người. Em chỉ cần ý vọng tập đoàn của chúng ta hay là những con người ngồi đây trên toàn tập đoàn lãnh thổ Việt Nam bây giờ chúng ta sẽ thành công. Đây chúng ta cũng là hoang đấy. Thì đến năm 2030 thôi, chúng ta có khoảng tập đoàn thì chỉ khoảng 30.000 em. Tao cho khoảng tập đoàn thì có thể ở được, có thể ở không, có thể ở được. Thì 30.000 em này, em cho đến năm 20 năm sau. Em cần số 30.000 em này là 0,1%, 0,01%, 0,01%, tức là chỉ được 30 em thôi, 0,1 thì là 300, 0,1 là 30, à 0,1 là 30, là 30 em thôi. Và 30 em, 20 năm sau 30 em chúng 30 phạm nhật vườn hoặc là 30 trần bán sư hoặc là 30 giả hữu thân thì đất nước Việt Nam mình đã thay đổi một cách ngoại hình. Ta chỉ có ý em về ngoại, tại sao lại như vậy? 30.000 tên chỉ là 33 em là doanh nhân toàn cầu. Cái này có khả thi không các anh chị? Rất là khả thi. Nhưng nếu trong 30 em này đó là con cháu của người thì các chị sống. Nếu đó nói lại là học viên của các chị thì sống. Đúng không ạ? Còn điều nữa này là khi mình chết đi thì không ra được tiền nữa. Nhưng khi mình chết đi thì mình ở một người rất tươi là mình đã đóng góp một phần nào đó cho đất nước phát triển kinh tế. Ta đi một cái không đồng ý để bắt nhân này dưới chạy mình phải một cách được. Nên khi bây giờ chúng ta đi nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nó không dễ dàng như kiểu các thầy cô có thể đi tư vấn với chi tư vấn trên lần nữa. Tại sao em nói như vậy? Vì cái kia là nó số đông. Mà quan niệm từ xưa đến nay chúng ta thường hay nghe câu nói số đông không dành cho người giàu và số đông chỉ dành cho những người nghèo. Các thầy cô đồng ý với em như vậy được đúng không ạ? Nên nếu như mà con đường của chúng ta đang đi nó gặp gai góc, nó gặp cỏ, nó gặp rác, nó gặp sóng gió là chuyện bình thường và cứ đi rồi sẽ thành đường. Đường là do con người làm ra. Ban đầu chúng ta đi đó chỉ có đường mòn, nhưng quý thầy cô yên tâm, năm bảy vài năm nữa thôi nó sẽ có nhiều người đi cùng con đường với mình thì chắc chắn nó sẽ có đường yên tâm với mình đúng không bạn? Đấy, nên là quý thầy cô hãy cùng với tập đoàn. Nó không phải cùng tập đoàn, sứ mệnh của chúng ta là gì? Giúp cho lực lượng đang đội của lao động tại Việt Nam và trên toàn cầu tìm được một công việc để nó có tốt 20 nền kinh tế của đất nước. Và sứ mệnh của chúng ta là giúp các con em thế chủ tương lai sau này mình không còn đủ tuổi rồi thì mình tìm hiểu một con đường sáng để cho các em đi vào thì sau này không những nền kinh tế gia đình các em mà góp phần xây dựng đất nước Việt Nam để cạnh tranh được cùng quốc hàng chồng. À, khi em tư vấn cho các em đi học, các em đừng có tư tưởng đó là đi sang định sự nghiệp, kiếm tiền là thấp nhất, và đi sang đấy là có nhiều mối quan hệ quan trọng. 50 năm sau, 20 năm sau, Việt Nam chúng ta rừng vàng biển vàng, nông sản địa sản nhiều lắm. Lúc này tài chính các em có, mối quan hệ các em có, kiến thức các em có, trình độ các em có,
thì lúc em lúc này các em giao thương hàng hóa các nước các em mới dễ trở thành công tranh nhân toàn cầu được, đúng không ạ? Chứ còn nhiều khi các em chỉ nhìn thấy 3-4-5 tỷ trong vòng 7-8 năm, 3-4-5 tỷ nhiều khi không thể lên. Mà vấn đề ở đây là chắc chắn 30 nghìn con người này sẽ có những con người sắp chết, các thầy có đồng ý em phải không? Và quê đất nước của chúng ta sau đó có được là nhờ những văn nhân phát triển đất nước mới đóng góp Jimmy đồng thời cho quê hương đất nước, mới đóng góp cho xã hội ngày càng phát triển. Và khi em sang các bài học thì những người làm văn nhân, những người làm kinh doanh với cả người có công được phát triển trong đời, người làm công an thì làm trong đời. Và các anh chị để ý những người trong công thành đạt nhà cửa xe cũng có là sao, và các anh chị để ý người trong nhân thành đạt có phải họ đi làm công tác thiện nguyện rất nhiều không, có không ạ? Họ có phải tạo công ăn việc làm cho người khác không, đúng không ạ? Thì đây là cái mà em nhìn cái video khi em sinh ra mình, em sinh ra mình, và khi em sinh ra mình rồi thì em bảo chắc chắn khi em đi em chia sẻ cái này chắc chắn ban đầu thì có rất ít người thông tin. Nhưng bây giờ thì xin thưa mình với thầy cô là tập đoàn của chúng ta cũng có rất nhiều, có rất nhiều gia đình, rất nhiều tiền, họ ăn đời không có được mấy tiền đời, chắc không mấy tiền, nhưng họ vẫn đi được công tác của sinh, và họ thậm chí họ đi đến 12 giờ lên đến nhà gặp gỡ người làm, nhà phụ huynh để tư vấn cho một em học sinh. Họ đã là một tỷ phú rồi, họ có tự do về tài chính, nhưng tại sao họ vẫn làm việc đấy? Họ có phải vì 20 triệu không? Hay 25 triệu không? Không. Mà họ biết đây là một cơ hội có thể sau này giúp các em thiếu và không giúp chúng tộc mình được, tại vì họ không có cơ hội. Đó. Nên là cái động lực họ khiến họ làm, đó không phải họ khiến bằng tiền, mà cái động lực thì họ giúp cho bao nhiêu người. Và thế là kiếm được một người xây bao nhiêu ạ? Còn thêm xây bao nhiêu? À đúng rồi. Thế thì đồng ý được biết mà để tính nhé. Cái thị trường của chúng ta bây giờ có hành trình châu Âu, đó là rất mới mẻ của Việt Nam ạ. Tại vì từ xưa đến nay chỉ nghĩ châu Á, thì bây giờ thị trường châu Âu nó mới là bắt đầu là sao? Nó mới bắt đầu. Và sắp tới sẽ có rất nhiều các công ty từ xưa đến nay làm nhận hàng chứ để sang lại chúng ta. Nhưng có một cái họ thua chúng ta, đâu biết thua cái gì, đó là họ không có chuyên môn. Mình đã có 5 năm kinh nghiệm, mình đã có rồi, đôi ngũ bên kia, mình đã có uy tín ở bên hơn 50 đối tác và nhà trường bên đấy rồi, văn phòng của chúng ta bên đấy rồi, đồng đối ngoại bên đấy rồi, các con xem như thế là đồng đối ngoại, các đó là chuyên đề không những chỉ để chỉ chủ trẻ ở bên ta, và còn chăm sóc các con ở bên kia to đến khi mà nó có các cái điều chuẩn khó nhau rồi. Đấy, phải cố ý để thành tích tuyệt vời không ạ? Cái mà chúng ta để tìm, em lấy một ví dụ khoảng 30 năm, khoảng 10, 15 năm sau. Từ bây giờ đến năm 2020, thị trường châu Âu là sao ạ? Nó có thể đến lên đỉnh. Thì cái bối cảnh mà khi chúng ta đến cái đoạn này này, thì chúng ta đã có 30 nghìn hoặc là 300 nghìn đó đấy. Thế thì 30.000 em này đã 30.000 cho 30.000 người đại lâm trường. Lúc này thì chừng nó lúc này nó là sao ạ? Lúc này nó là chừng chờ tốc tổng của nó rồi, nó thu nhập nó thùng. Thì lúc này 30.000 người này sẽ làm gì? Sẽ vẫn có thể về quê hương lập nghiệp, mời đối tác nước ngoài làm việc, tập trung kê họ về làm việc với đất nước chúng ta đã phát triển. Tại vì đất nước của họ phát triển lâu rồi, đi trước chúng ta chắc lâu rồi, đúng không ạ? Thì đấy là cái tầm nhìn mà chúng ta cần phải nghĩ rằng chúng ta đừng nghĩ là chúng ta kêu gọi tiền. Thì em đang nói với các bạn các thầy cô trong học năm hai, đừng bao giờ nghĩ là mình kiếm được, mà phải phấn đấu bao giờ mình chết có bao nhiêu cái vòng hoa. Bây giờ anh lên đầy đủ ba cho các bạn ạ. Ví dụ bây giờ đồng chí giúp cho 1.000 em từ đầy đó cho 2.000 em bao đi. Tôi dám mang 1.000 em này chắc chắn sẽ có 1.000 gia đình được rồi. Và 1.000 gia đình đến đây đồng chí. Cũng 1.000 gia đình đến tôi chỉ cần khoảng 500 bạn xa đồng chí là được rồi. Và
thay đổi cuộc đời, thay đổi thậm chí thay đổi cả dòng họ cho họ, ta gia đình của họ.
chứ không chỉ tư vấn là sang đấy 3 năm kiếm được bao nhiêu tiền, 5 năm kiếm được bao nhiêu tiền. Tiền nó chỉ là một phần. Nếu như quý thầy cô cảm thấy mình phải tư vấn làm sao, cái ý nghĩa của chương trình này, cái sự cái cơ hội trở thành doanh công nhân toàn công dân toàn cầu và doanh nhân toàn cầu ra sao, cái cơ hội mở mang như thế nào, đấy mới là tư vấn, đúng không ạ? Rồi. Lần tiếp theo đảm bảo được nhà, đây là đảm bảo được nhà từ 60 đến 120 triệu, bây giờ nó hơn nhiều rồi. Nhưng cứ gọi như vậy đi. Và một cái điều nữa, có thể coi để ý. Tại sao đảm bảo việc làm? Có bị thất nghiệp không? Một lời khuyên của em nhé, là khi 3 năm cách học giờ và ông Đức ấy, ông ấy rất là tôn trọng quyền tự do con người. 3 năm học xong có bằng, các em có quyền lấy cái bằng của thí sinh của các chúng ta. Nhưng lời khuyên của em là nên bảo các con làm ở doanh nghiệp để thêm 2 năm nếu ít nhất là làm thêm 2 năm. Nếu mà tốt thì mình làm luôn. Được chưa? Đủ 5 năm là được cấp điểm. Thứ nhất là tri ân báo đáp công ơn của họ. Tại vì họ bỏ tiền ra, họ cho mình bảo là đi xem cái đấy học. Không học xong một cái ra trường không làm cho họ ngày nào cầm được cái bằng người cứ tự ra đi ngay. Cái chỗ đấy cũng nên nhân quả chúng tôi. Đúng không quý thầy cô các anh chị? Nên khi mình đi tư vấn mình nói luôn nên là để làm sao? Để được tốt đẹp. Sau khi có thể chúng rồi thì bắt đầu mình có thể không thức làm mình có thể sẵn cho người ta. Còn nếu như mình ra trường một cái mà mình đi luôn, ok là học tâm lý. Nhưng đây không một số. Họ đồng ý chuyển cho mình xin cho điều kiện. Thì ok, nhưng họ không đồng ý mà họ sẽ có sai cùng lại sao? Đấy, đây là những cái gì mà em chia sẻ với các trẻ con để tư vấn cho con làm nên các con cảm thấy cô của con mình đi như vậy nên bảo ở đấy ra trường nên là làm vừa làm sao vừa cảm thấy báo đáp họ mình biết như sao mà mình doanh nghiệp nếu mình làm tốt thì doanh nghiệp nào mà mong muốn làm sao đối với cô gái chị. Rồi, được nhập tình và bảo lấy người bệnh. Cái này cũng được nói rồi. Đây là nó quá một điều cực kỳ nhân vật. Nhưng em vẫn phân tích nhé. Em đến em vẫn phân tích cho một phụ huynh thôi. Mà em phân tích cái này còn chỉ có 30 phút và phụ huynh quyết định cho con ý thức mà không có đi học đạo. Ví dụ, ở Đắk Lắk. Đắk Lắk cho con xuống Sài Gòn để học thì ít nhất bố mẹ cũng phải bố mẹ cho con tiền ăn ở là bằng 4 triệu một tháng. Vậy thì 4 năm học đại học 1 năm học 10 tháng là 1 tháng mất 40 triệu và 4 năm mất 160 triệu. Đấy là trước cái học phí 1 năm 4 kỳ mỗi kỳ 10 triệu cộng với phí học phí kia và đảm bảo vào thêm 10 triệu nữa tổng là 1 năm khoảng 50 triệu. 50 triệu nó nhân lên 4 năm là 1 là bao nhiêu 200 triệu cộng với 160 triệu nó rơi vào khoảng 360 triệu. Đấy là một trường bình thường, đúng không ạ? Ra trường và xin được việc trường trường mà muốn xin được việc thì cũng thêm vài trăm triệu, đúng chưa? Các bạn có thể nói chị em phân tích cái bài toán này chúng ta đơn giản ai cũng dễ hiểu thôi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu kiến thức bây giờ chỉ có bao nhiêu 225 triệu nếu đóng phun mà đã bao gồm kỳ túc xá bé ba bay là 255, nếu đóng phun như vậy thì chỉ còn trừ được 12 còn 243, đúng không ạ? Đọc xong trở mặt chứ không phải bằng một nửa không đại học đâu ạ. Mà học xong Việt Nam thì là bằng trong nước, còn bằng này là bằng quốc tế. Các bạn hãy biết rồi, sao Đức mà nó là một trong những nước đào tạo ra tay nghề số khi có các bằng mà Đức cung cấp thì cả thế giới nó sẽ vì những cái sản phẩm của nó
từng chi tiết tỉ mỉ và sang trọng lịch sự. Xe BMW này, Mercedes, Audi, Porsche, Nivea hay là Adidas là một thứ đứng chứ. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cứ so sánh ngay với phụ huynh thì thôi. Nhưng một số phụ huynh bảo, nhưng mà con tôi nó chưa xa ra được bao giờ, sao mà xa như thế nó vất vả. Đó là rồi. Các anh chị muốn là cây con mình là cây cổ thụ hay là cây tầm thụ? Hỏi họ thôi. Cây cổ thụ mà tại sao cứ để cho nó gửi mãi bạn thì vậy? Nào các anh chị đã từng có con chưa? Hôm nay em chưa, đã từng có con thì là rồi. Rồi bây giờ em hỏi nhá, đang có em hỏi câu hỏi này, xin lỗi anh chị đang có con chưa đây? Rồi khi chưa có con thì chưa biết làm cha mẹ, nhưng khi có con rồi không những biết làm cha mẹ mà biết làm cha mẹ vợ, cha mẹ chồng nữa. Có không ạ? Và ngay chỗ chị không, chị Hà à, chị Hương tim của chị Hương kia à, chị Hương đây à, chị đến đây chị chia sẻ về đứa con của chị đang học trước là cháu học ở Pháp và bây giờ đang học Canada, và con của chị muốn chuẩn bị đi học rồi, chị sẽ Đức nữa, chị gửi chị qua ở đây chị chia sẻ cho đứa con là được học như nào. Chị là đây là một người mẹ thật sự và đã có con mà lúc đấy con của chị đi làm cái câu chuyện để chị sẽ tôi kể nghe như nào, chị nên là chị kể cho mọi người ngoài đấy không nghe được không? Rồi xin mời chị. Khi con đi ra bên ngoài thì con cái điều may mắn nhất là mình nhận thấy ở con là con mình nhận rất mong muốn và rất thích, tức là cái sở thích, cái đam mê thì con sẽ vượt qua tất cả rào cản. Bởi vì là khi đi sang du học thì không hề đơn giản, bởi vì các con là tự lập hoàn toàn, tự lập cái cuộc sống hàng ngày và tự lập quyết định cho mình, lựa chọn cho mình cái con đường, cái cách học tập. Thì bé nhà mình cũng may mắn là bạn ấy đam mê, bạn ấy quyết định và bạn ấy lựa chọn. Thì khi bạn ấy sang Pháp, bạn ấy học bác sĩ đa khoa, thì học ở Pháp là 9-11 năm, thì khá dài. Mà học mình sang Pháp thì các con mình thấy thương, thì sống gặp với trên đặt đường chưa về. Thì sau hơn 1 năm trở về và cũng đã có được cơ số kinh nghiệm, bạn ấy cũng nắm bắt hai mẹ con nắm bắt cơ hội là cho cháu đi sang Canada để học điều dưỡng. Thì cũng xin nói các anh chị là nhà mình có người nhà rất nhiều, con thì không muốn mang tiếng và đi sang bất cứ cách thổ cộng, cho nên con quyết định tự lập. Và bây giờ con nhìn thấy cái điểm chưa được của con là sau quá trình trải nghiệm thì ở Đức và ở Canada từ năm 21. Và đến bây giờ thì con chuẩn bị đi làm, tháng sau con đi làm rồi. Thì con có khuyên chị là chị ạ, nếu mà đường cùng chị hãy sang Canada với em, bởi vì là đột tiến chiêu quả. Và chị nên đi lắm. Thì thực sự là mình nhận thấy là con bé của mình thì đi Pháp và đi Canada thì con đã chuẩn bị rồi. Mình nhìn thấy cái sự trưởng thành của con so qua cái cách sinh hoạt của mình sang ở Việt Nam thì mình chăm con, và mình sang nước ngoài thì có cho mẹ, con lo cho mẹ từng tí một, thế rất là mừng. Và bạn thì cũng không than vãn, không kêu gì ca gì là học có vất vả hay như nào, tức là cái niềm đam mê nó vượt qua tất cả những cái sự của bản thân và cái sự khó khăn về hội nhập. Thì bây giờ thì người con với ai của mình
Thế con thứ hai chị Cảnh thì đang học lý thuyết và cũng bạn thì cũng rất là có thể nói là bạn thì cũng khá là ở Việt Nam cũng khá là ổn định, nhất là bạn thì cũng làm cho phải là thứ hai nữa là bạn thì đã học thạc sĩ rồi nhưng mà cũng không nhờ cái mưa dầm thấm lâu của các thầy nói và gia đình động viên nữa cùng với kết hợp là lên được thầy Hoàng tư vấn, thế là xúc đi luôn mà không có gì thay đổi thì tháng 9 bạn đã bắt đầu nhập học ở bên kia và ngoài đã được chuyển học và bây giờ chỉ đợi đi học tư một thôi. Cho nên là một lời khuyên của mình với ban các chị đi tư vấn thì đầu tiên là mình chuyển vào mình là mình cho các con nhận thấy được cái lợi ích của mình đi du học thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hội ồn cho các con có đam mê và yêu thích thì không có một cái ngôn ngữ nào các con có thể làm dễ cả, không có ngôn ngữ nào, nhưng khi mà mình đã yêu thích nó thì tiếng nào cũng là dễ, không có gì giảm 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 cả. Và cái thứ ba nữa là khi các con yêu thích rồi thì các con vượt qua cũng hết tất cả những cái khó khăn, bởi vì rằng là ở nhà thì áp lực sụn mũi hay là cũng học mềm mềm thì có bố mình, nhưng mà ở bên đấy thì các con tự lập hoàn toàn. Và sang bên nước ngoài ở Việt Nam thì con nhận tình thì cái học không đeo khẩu trang luôn, cho nên là cái học tiếng của bạn ấy rất là kém, nhưng mà sang đến Pháp thì như là chỉ có một hai lần sau bạn ấy không còn cái hiện tượng gì của cái mũi nữa. Và nếu như ở Việt Nam mình chắc chắn là xoan nặng rồi, thì cái môi trường thì nó rất là quan trọng và hầu như là tốt cho trong năm tiếp theo năm đó cảm ơn đó là trưởng thành của con. Và thấy điều quan trọng nhất của người cha người mẹ đó là nhìn thấy con mình trưởng thành, chứ không phải là nhìn thấy con mình kiếm bao nhiêu tiền cho chồng mình, đúng không ạ? Vậy cho con mình một môi trường tốt, đừng bao giờ lo là con xa sân nó khổ, các anh chị cũng không thể theo con mình trưởng thành được, đó là. Nhưng nhớ đâu anh vợ cạnh anh chị nó còn khổ hơn thì lúc nào cũng nghĩ là sao? Qua kiểm soát, đó không ạ? Nên muốn biết bơi thì hãy đẩy con xuống nước, chứ bảo con ở trên bờ mày đạp để biết bơi đi thì cả cuộc đời này nó không biết bơi. Đứng ở trên bờ nó đạp mòn gõ không bao giờ biết bơi, để cho nó uống một vài ngụm nước, nhớ đâu nó lại không phải bị chết đuối, đúng không? Cái này có ngay chị nhỉ? À, rồi buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây và buổi chiều ngày đúng 1:30 chúng ta sẽ học về cách tuyển dụng này, là cái cách phát triển đội nhóm này, cái cách làm sao để tư vấn cho phụ huynh, tư vấn cho học sinh và những điều cần lưu ý khi cán bộ tuyển sinh khi chúng ta đi làm tư vấn, được chưa? À, buổi sáng đây các anh chị cảm thấy nào? Mọi người đã đến đây thì chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cảm ơn chủ tịch Lý Khắc Tuấn. Thật sự là rất lâu rồi chủ tịch hôm nay mới đứng để chia sẻ vào một điểm trọng lượng to cho cả một học sinh. Và thì chủ tịch rất là bận làm đối ngoại, các nguyên thuật công ty trong lại đối ngoại, sau đó thì vận hành nhiều lắm. Nhưng mà hôm qua 12 giờ đêm thì tôi mới nhắn tin chủ tịch ơi, chia sẻ một tiếng thôi, chủ tịch nhận lời và cảm thấy rất là vui vì hôm nay đang là có những người thì vào đây gần 2 tháng thì cũng chưa được gặp chủ tịch nói chuyện như vậy, là cảm ơn chủ tịch rất là nhiều. Thế thứ hai là cảm ơn chủ tịch vân tay cho thầy Hòa ngồi từ sáng đến giờ chúng ta thế ra thầy Hòa phải đi Hải Phòng để ngày mai chuẩn bị cho khai trương.
mai tập trung vào phòng gia đình, mai có chủ đề tu như vậy cuối cùng là việc nữa thì đang chỉ là dần dần ở cùng nó tinh thì sau từ ngày đến chiều ngày tập trung đi đến chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm một cái nhau thì và sau hơn sáng nay chúng ta cũng đã định được là tất cả chúng ta cùng nhau và chúng ta sẽ tham gia con trai tất cả những con anh cưng nhá, các bạn chưa đây nhá. Mm-hmm.